thi lời chào nồng nhiệt nhất. Chương trình tham gia hội thi của quận Bắc Từ Liêm với chủ đề Hát lên tuổi hồng ơi gồm các tiết mục: Hát lên tuổi hồng ơi, sáng tác Lan Phương; Che ngà bên Lăng Bác, sáng tác Hàn Ngọc Bích; Múa Hương sen dâng Bác, biên đạo Thu Trang; Em yêu giờ học hát, sáng tác Đinh Viễn; Bay lên Việt Nam huyền thoại, sáng tác Tuấn Phương. Chỉ đạo nội dung: cô giáo Lê Thị Thu Hương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Bắc Từ Liêm. Sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu.